À, đây nó là cái cây đẩy bắp rang Fisher-Price, hàng thương hiệu của Mỹ, made in Mexico nha. Đó, bán nó đẩy đi thì là các hạt nó bắn lên như bắp rang vậy đó. Đây, nó là hàng Mattel Fisher Price Made in Mexico. Nó cực kỳ bền chắc luôn nha. Cực kỳ chất lượng nhé.